Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Trước hết, chúng tôi xin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Hàng loạt các nước trên thế giới đang đứng trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại do số ca lây nhiễm liên tục tăng dọt không có dấu hiệu kiểm soát. Thế giới đã dược ngưỡng 13,2 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19. Khu vực Mỹ Latin đã trở thành dùng dịch chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai của thế giới sau châu Âu. Brazil và Mexico hiện là tâm dịch tại Mỹ Latin. Các nước có số ca mắc mới tăng cao nhất là Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Còn Mexico đã dược Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ tư trên thế giới do dịch COVID-19. Trong khi đó, ở Ấn Độ, sau khi vượt qua Nga để đứng thứ ba trên thế giới về tổng số ca mắc COVID-19, quốc gia Nam Á này vẫn tiếp tục chứng kiến, kiến số ca mắc mới trong ngày tăng cao kỷ lục. Số ca mắc Covid-19 tại Argentina đã vượt ngưỡng 100.000 người. Tại châu Á, dịch Covid-19 cũng diễn biến phức tạp khi nhiều nước nối lỏng phong tỏa và hạn chế. Indonesia đã ghi nhận gần 1.300 ca mắc mới khi phát hiện ổ dịch mới liên quan tới một học viện quân sự. Như vậy, tình hình dịch bệnh Covid-19 tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 13.219.879 người, số ca tử vong là 574.803 người số ca chữa khỏi là 7.686.257 người. Tại Việt Nam, 3 tháng liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Những ca nhiễm gần đây là ca xâm nhập, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam, số người nhiễm là 372 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 350 người. Còn tại Tây Ninh, tính đến thời điểm này, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.